Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, lúc này bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong tối và đêm nay, vùng áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc đi sâu hơn vào trong đất liền, sang địa phận nước Lào và tiếp tục suy yếu thêm. Dự báo đến 7 giờ sáng ngày mai, nó chỉ còn là một vùng thấp trên khu vực Trung Lào. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4, sau đó là vùng áp thấp, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực Nam Trung Bộ trong đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa trên 50mm. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong đêm nay vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sang ngày mai thì ở Nam Bộ mưa bắt đầu có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ thì trong đêm nay và chiều tối ngày mai ở đây phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở khu vực Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và một số nơi ở ven biển Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc có nhiệt độ cao hơn. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.